Nhà xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khán giả của đài ABC đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều do Tu nhà phụ trách ABC TV đang phát hình trên những băng tần 7.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu abc.tv.us. Trước khi đi vào phần tin chi tiết, tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Tổng thống đắc cử Nam Hàn bắt đầu nhiệm kỳ vào đêm 9 tháng 5. Tổng thống Biden gặp lãnh đạo G7 bàn về cuộc chiến Ukraine. Đề nhất phu nhân Hoa Kỳ gặp người tị nạn Ukraine tại Slovakia. Phó Thủ tướng Nga tới Mariupol. ấn độ tiếp tục nắng nóng gây gắt Sau đây, tuyết nhà xin mời quý vị cùng đến với bản tin đầu tiên liên quan tới A Châu. Tổng thống đắc cử Nam Hàn bắt đầu nhiệm kỳ vào đêm 9 tháng 5. Tổng thống đắc cử là Yoon Suk Yeol bắt đầu nhiệm kỳ vào đêm 9 tháng 5 sau khi nhận báo cáo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân với tư cách Tổng tư lệnh. Ông Yoon thông qua điện thoại nhận được thông tin đầu tiên từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân JCS khi quyền chỉ huy quân sự được chuyển giao. Giới chức giấu tên từ Nam Hàn cho biết và rằng Tổng thống đắc cử Yoon Suk Yeol nhận thông tin trong hầm ngầm tại văn phòng mới ở Yongsan. Những người tiền nhiệm của ông Yun như cựu Tổng thống Moon Jae-in hay Park Geun-hye đều nhận thông tin báo cáo đầu tiên từ JCS ở nhà riêng, trong khi cựu Tổng thống Lee Moon bak nhận thông tin trong văn phòng làm việc trước khi nhậm chức. Cựu Tổng thống Nam Hàn Lee Moon Park và Park Geun-hye nhận thông tin từ JCS lúc nửa đêm, trong khi ông Moon Jae-in nhận thông tin vào buổi sáng. Tổng thống đắc cử Yoon suk yeol 61 tuổi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 3 với 48,6% phiêu bầu ông nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 và sẽ bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài trong 5 năm. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp lãnh đạo G7 bàn về cuộc chiến Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gặp những người đồng cấp G7 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào Chủ nhật, thảo luận cuộc chiến ở Nga và Ukraine với những biện pháp trừng phạt mới dành cho, U... dành cho Moscow. Tổng thống Biden đã từng ca ngợi sự đoàn kết giữa nhóm 7 nền kinh tế lớn để chống lại Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã gặp những nhà lãnh đạo G7 qua đường truyền video vào Chủ nhật từ nhà ở Delaware, nơi ông nghỉ cuối tuần. Tòa Bà Đốc cho biết những nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc bổ túc những biện pháp trừng phạt mà các nước phương Tây đã áp đặt đối với Nga từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2. Họ thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc chiến ở Nga tại Ukraine, những tác động toàn cầu trong cuộc chiến tranh này và thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine cũng như tương lai đất nước này, thể hiện sự đoàn kết tiếp tục của khối 7 nước giàu trong phản ứng tập thể của G7, bao gồm cả việc củng cố những biện pháp trừng phạt chưa từng có, gây ra thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến tranh xâm lược của nước Nga. trong khi đó đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đến gặp người tị nạn ở Slovakia đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Joe Biden đến gặp người tị nạn Ukraine ở miền đông Slovakia vào ngày hôm qua ngày cuối cùng trong chuyến công du Romania và Slovakia thăm các binh sĩ Hoa Kỳ đang ở đó cũng như những phụ nữ và trẻ em phải rời Ukraine vì cuộc xâm lược của Nga bà Biden đã nói chuyện với các gia đình các tình nguyện viên và nhân viên chính quyền địa phương tại trung tâm tị nạn ở thành phố Kosice miền đông Slovakia một trong những điểm trung chuyển chính của hơn 400.000 người tị nạn Ukraine đã vượt biên sang đất nước này. Liên hiệp quốc đã cho biết tổng cộng 5.8 triệu người rời Ukraine từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt mà họ đã tiến hành xâm lược ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 tới nay. Bà Biden là giáo viên dạy môn viết tiếng Anh tại trường cao đẳng cộng đồng ở Virginia để đến thăm trường học địa phương nơi có trẻ em tị nạn đang theo học. Giữa lúc đó, thì Phó Thủ tướng Nga lại đến Mariupol. Phó Thủ tướng Nga là Marat Kosolin ngày 8 tháng 5 tới Mariupol trở thành giới chức cao cấp nhất trong chính phủ Nga, đặt chân tới thành phố cảng này sau khi Moscow đã xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Trong thông báo viết trên Telegram, ông Kosnolin đã nói ông đã đến thăm những vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Ông cũng đã tới Mariupol, Volovaska, Luans và những thành phố khác để trò chuyện với người dân địa phương. Đoạn phim cho thấy ông ta đã gặp Denis Pushilin, người đứng đầu của Cộng hòa Donetsk tự xưng. Cùng ngày, hãng tin TASS của Nga đã dẫn thông báo của ông Pushilin trên Telegram cho rằng ông đã đến Volovaska và Mariupol cùng với phó thủ tướng Nga là Marat Kozhelnin để đánh giá những hoạt động khôi phục và đưa ra những phương pháp tiếp cận cho tiến trình tái thiết khu vực này. Và Ấn Độ vẫn đang tiếp tục phải chịu cảnh nắng nóng gay gắt. Nắng nóng đang diễn ra gây gắt tại nhiều bang Ấn Độ, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống người dân. Người dân tại Gujarat, miền Tây Ấn Độ, đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Vì nguồn nước địa phương đã cạn kiệt, phụ nữ ở nhiều ngôi làng nông thôn đi bộ tới hai cây số để lấy nước trong tình hình nắng nóng chói chang. Tại thành phố Agra, Uttar Pradesh, nắng nóng mà một số khách du lịch phải cắt ngắn chuyến thăm tới đền Tamahal. Tại thành phố lớn nhất là Ahmedabad, các loài chim và động vật cũng bị ảnh hưởng vì nhiệt độ tăng vọt. Bệnh viện động vật từ thiện phải điều trị cho vật nuôi và những loài động vật hoang dã bị mất nước. Thưa quý khán giả và như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đại IBC. Tuyết Nha sẽ tiếp tục quay trở lại tường trình đến quý vị những bản tin nổi bật liên quan tới G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc của họ vào dầu mỏ của nga như thế nào hay chúng ta tới với bản tin liên quan tới trừng phạt mới đối với, với lĩnh vực truyền thông quốc phòng và dịch vụ của nga ra sao cũng như là thủ tướng canada đã đến kiev để công bố những trang thiết bị mới sẽ tài trợ cho ukraine và chủ đầu tư cao tốc đà nẵng quảng ngãi vẫn chưa chịu hoàn trả đường sau thời gian dài thi công và nhiều bản tin nổi bật khác nữa xin mời quý khán giả đón xem Tuyết Nha xin nhân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành với đài IBC. Thưa quý vị, G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga. Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu G7 ngày 8 tháng 5 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và cung cấp thêm thời gian, bảo đảm những nguồn cung cấp thay thế. Tuy nhiên, tuyên bố của những nước G7 gồm Pháp, Canada, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ không nêu rõ mỗi quốc gia sẽ tiến hành cam kết như thế nào để từ bỏ năng lượng của Nga. Thông báo được đưa ra khi G7 tổ chức cuộc họp thứ ba trong năm nay thông qua hội nghị online với sự tham gia của tổng thống Zelensky, các nước phương Tây tới nay đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong những thông báo về trừng phạt Nga nhưng gặp khó khăn khi thống nhất lệnh trừng phạt nhắm vào những lĩnh vực dầu khí. Và cũng tin tức liên quan, Hoa Kỳ cũng trừng phạt mới với lĩnh vực truyền thông quốc phòng và dịch vụ của Nga. Các nước trong đó có Hoa Kỳ công bố một loạt những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan tới chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành tại Ukraine. Những biện pháp trừng phạt này như là các quảng cáo của phương Tây khỏi ba đài truyền hình lớn nhất của Nga, cấm các công ty tư, tư vấn và kế toán Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ cho người Nga cũng như nhiều hạn chế đối với lĩnh vực công nghiệp của nước này. Ngoài ra vòng trừng phạt mới hạn chế Nga tiếp cận những sản phẩm gỗ, động cơ công nghiệp của Hoa Kỳ. Vòng trừng phạt mới sẽ nhắm vào ba đài truyền hình nổi tiếng nhất của Nga như là Channel One Russia, Russia One và NTV, mà Hoa Kỳ cho rằng đi đầu trong việc truyền bá thông tin sai lệch về việc Nga đã tấn công Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Nước này đã công bố hạn chế visa với hơn 2.000 giới chức quân đội của Nga và Belarus, cáo buộc vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trừng phạt 8 công ty liên quan tới lĩnh vực hàng hải của Nga, trong đó có công ty vận tải biển của Bộ Quốc phòng Bộ Túc 69 chiếc tàu vào danh sách trừng phạt từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Thủ tướng Canada đã tới Kiev công bố vũ khí và trang thiết bị mới cho Ukraine. Ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố vũ khí và trang thiết bị mới cho Ukraine sau chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev. Trang thiết bị mới mà Canada hỗ trợ gồm camera bay, loài được tích hợp vào máy bay điều khiển từ xa hiện đại, hình ảnh vệ tinh, vũ khí đạn dược và những tài trợ khác như những hoạt động rà phá bom mìn. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Canada cho biết Nước này sẽ áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể của Nga có liên quan tới cuộc chiến Ukraine. Thủ tướng Trudeau cũng đến thị trấn Open ở ngoại ô Kiev, tâm điểm của những trận chiến ác liệt trước khi Nga rút đi vào tháng 3. Ông cho biết Canada sẽ mở lại đại sứ quán ngay tại thủ đô Kiev. Chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng và Quảng Ngãi chưa hoàn trả đường. Sau gần 4 năm đưa vào sử dụng, chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn trả thi công 30 đường ngang gửi đường gom cho Quảng Nam. Ngày 6 tháng 5, giới chức Quảng Nam và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC đã làm việc với nhau để tìm cách giải quyết đối với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua địa phương này. Theo báo cáo từ ban quản trị dự án cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, việc thi công hoàn trả 23 tuyến với 73.5 cây số đường cho Quảng Nam. Nhưng tới nay dự án chỉ mới trả được có 21 tuyến với 68 cây số mà thôi hai tuyến dài 5.1 cây số do huyện Duy Xuyên chủ động thi công, còn 400m đường chưa thực hiện. Đối với 191 đường gom dài 63.8 cây số, chủ đầu tư mới hoàn thành có 170 đường với tổng chiều dài 52.9 cây số. 21 đường gom dài 10.7 cây số chưa thi công. Trong 141 đường ngang dài 25.1 cây số, chủ đầu tư mới hoàn thành được có 133 đường dài có 21.4 km mà thôi. Cũng trên cao tốc này, có 4,7 km hàng rào bảo vệ vẫn chưa hề được thi công. Hình ảnh người dân bám lan can đi qua cầu đã gây ảnh hưởng xấu đến Quảng Nam. Đường dẫn cầu khỉ từ xã Phước Công tới xã Phước Lộc bị cuốn trôi, người dân phải men theo lan can để đi qua, mà phía dưới là vực sâu hơn 15 mét. Sáu ngày qua, gần 1.000 người dân tại xã Phước Lộc Phước Sơn gặp khó khăn khi đường dẫn dài 10 m vào cầu khỉ bắc qua con sông Đắc Mi trên đường số 5 bị mưa cuốn đi. Đoạn đường trơ ra chỉ còn thành lan can. Mà để đến được xã Phước Lộc ngoài con đường này còn có đường số 2, nhưng đường số 2 phải đi xa hơn 10 số mới tới. Vì muốn rút ngắn quãng đường, người dân đành phải mạo hiểm men theo thành cầu rộng 30cm và bám vào một cái lan can cao 60cm nhất từng chút một. Và người đi chậm, mỗi người thì đi một chút, mỗi ngày có hàng trăm người men theo thành lan can nguy hiểm như vậy để đến xã Phước Lộc và đi chiều ngược lại về nhà. Nhiều người phụ nữ đi đến giữa nhìn xuống vực sâu vô cùng run sợ, phải nhờ người ở phía bên kia cầu giúp đỡ hiện uh, nay một người dân tên là sương ở xã phước lộc chia sẻ từ ngày mà đường hư hỏng các xe không thể chở hàng được để lấy hàng cô phải dừng xe máy bên kia cầu rồi đi bộ men theo thành cầu mà đi qua hàng hóa nặng cô lại phải cõng và nhẹ thì một tay cầm hàng một tay còn lại phải níu vào lan can cứ mỗi lần đi qua như vậy ai ai cũng sợ hãi sẽ bị rơi xuống nhưng vì sinh kế hàng ngày đành phải làm liều Trung Quốc cho biết có thể đưa việc nấu ăn dọn nhà vào chương trình giáo dục. Học sinh tiểu học và trung học Trung Quốc sẽ nấu ăn đơn giản và học cách dọn nhà theo chương trình giáo dục điều chỉnh. Bộ Giáo dục Trung Quốc vào tháng trước công bố nội dung giảng dạy cách làm việc nhà vào chương trình giáo dục từ tháng 9. Thông báo này lập tức gây xôn xao khi học sinh Trung Quốc thường bị coi là mọt sách, thiếu tự lập và khả năng xử lý cuộc sống ngay cả khi tới tuổi trưởng thành. Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 là Xiong Bing Ki cho biết, ở Trung Quốc có một hiện tượng phổ biến là cha mẹ coi trọng việc giáo dục tập trung vào nhồi nhét kiến thức mà xem nhẹ kỹ năng sống. Nhiều phụ huynh giúp cho con cái họ làm hết tất cả mọi việc và chỉ để cho con tập trung học mà thôi. Họ không cho phép con làm bất cứ việc gì, công việc gia đình hay lao động chân tay. Từ tháng 9 năm nay, học sinh tiểu học và đầu cấp 2 sẽ tham gia ít nhất là một tiết học kỹ năng làm việc nhà mỗi tuần theo đề nghị từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, các em sẽ được học một loạt những kỹ năng từ nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp, sửa chữa đồ gia dụng, trồng rau, nuôi động vật nhỏ như cá vàng, tầm hay gà vịt, vân vân. Thưa quý vị, bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp chiều hôm nay của Đài IBC do Tuyết Nha phụ trách. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Quý vị có thể liên lạc tới số điện thoại 714 892 5717 để biết thêm chi tiết. Tuyết Nha xin kính chúc cho quý khán giả và những người thân yêu vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm, một tuần mới sẽ gặt hái được nhiều thành công.